Và chúng ta cùng đến với bản tối buổi tối ngày hôm nay anh em nhé. Hôm nay trung thu rồi mà rất tiếc hôm nay mưa rất to các bạn ạ. Hôm nay là cho nên là chúng ta sẽ hôm nay sẽ on game đi chiến trường anh em nhá. Hello mọi người, chúc mọi người xem livestream vui vẻ. Nay mình sẽ cầm trên tay một em cái băng bổng tướng quân. Các bạn, mình cũng có hứa với các bạn là mình đã làm thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình làm và mình sẽ cầm cái băng bổng tướng quân trong buổi tối ngày hôm nay. Và trên màn hình các bạn là đây là cái băng bổng Lion Lady. Con này đi bên phiên lưu và đây là trang bị của nó, trang bị Summon 3 này, trang bị lưu tướng quân này, trang bị quần Summon 3 này, hoan lăng bảo ngọc, tử quang tiên ngọc và bổng Summon 3, sát thương 100, khống chế đối phương trong vòng 2 giây và thân pháp tăng 20, mật tịch môn phái 10 thành, đây quyển này 10 thành và mật tịch đam là 90%, 7 thành 4 phụ lục. Đấy, đây sẽ là một cái ảng rất là ngon. Anh em có thể tham khảo đây là set Uẩn Linh kháng tất cả 10. Rất là ngon và chính xác rất là cao. Bây giờ mình sẽ phải đi ăn cắp huệ nhãn, không biết nào có ông nào có huệ nhãn để bắn cắp không như này. Nay mình chả kịp long lick các bạn ạ. Hôm nay mình cũng không kịp long áp cho nên là thôi. Mình sẽ để ông em kiếm auto boost ở bên này để cho nó boost cho con cái băng bổng. Hello mọi người nhá. Có vẻ hôm nay mọi người vẫn đang mải cho những cái chuyến đi ăn chơi của mình. Xin chào anh em, chúc tất cả các bạn một buổi tối vui vẻ anh em nhé. Các bạn đợi mình một chút để mình cài, ngoài trời mưa rất là to các bạn. Đây là cái băng bổng Lion Lady. Mình đang cài cái IKR à. IKR. IKR. IKR, ui dồi sao nắm y thế. IKR, nay đi đâu nhỉ, sao không thấy nhỉ. IKR, ui sao nắm IKR thế. IKR Karate. Hello anh em. Chết rồi, không có búp rồi. Không có búp theo tên được cái này. Không tìm được tên con cái băng này để búp. Nó là Lion à. Lion Lady, đéo thấy được công ạ. Đéo mẹ nó, về làm sao mà biết được. Về làm sao mà búp được ta. Đó. Tất cả đi. Ok, hello anh em. Xin chào bạn Hùng Tốc Độ. Chào bạn Sang Gà. Chào bạn Cảnh Trương. Chào bạn Phạm Trọng. Nay chưa có bổng xem anh đam được. Kệ em đừng anh đam anh nữa. Chào bạn Nguyễn Châu Toàn. Chào bạn Sang nhé. Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ đi ăn cắp chiêu rồi đã. Bây giờ ăn cắp chiêu ai bây giờ đây. Ông nào có huệ nhãn tên cắp cái đi. Gì đây? Bây giờ phải đi ăn cắp được cái huệ nhãn các bạn ạ. Ông nào chưa 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 tụ khí ăn cắp cái huệ nhãn của nó xong rồi gồng lên. Lấy chính xác, còn chính xác tầm này vụt chưa đau. Tầm này vụt chưa đau anh em ạ. Chiều nay không anh em, chiều nay mình không like. Hello mọi người nhé, chào anh em vào sau bấm giúp mình một like nhé, 15 rồi. Hôm nay mình phải phải cầm bút bằng tay đây. Để mình đi mình ăn cắp chiêu xem là có con nào nó có. Đi ăn cắp chiêu, con nào nó chưa búp ấy, ăn cắp chiêu của nó được. Này phải ăn cắp phải nhãn cơ nhưng mà không long được thiếu lâm, làm gì có thiếu lâm đâu mà long. Chào bạn Toàn Nguyễn. Không ăn cắp được, không có gì. Cho anh em xem lại đồ nhá, mà tịch 90%. Chuẩn bị đánh nhau rồi, chúng ta cắn nắc lên. Con này cắn nắc lên được tầm cao 7. Ăn cắp được huệ nhãn thì đánh nhau lợi lắm. Anh em mà có con huệ nhãn nó vứt cho mình ăn cắp phát. Huệ nhãn đây huyễn thần của Dương Cung.
Phật âm không à? Nói chung con này là cái tầm đỉnh lắm các bạn, là cái tầm của nó mới đỉnh lắm. Chào bạn Lương Sơn, chào bạn Toàn Nguyễn, chào tất cả anh em vào sau bấm cho mình một like nhá. Cái băng bổng thì mình sẽ ưu tiên mình đánh làm giòm thôi. Làm sao ăn cắp được huệ nhãn nhỉ? Anh em nào có con huệ nhãn nào chưa long không? Cho mình ăn cắp phát. Ăn cắp huệ nhãn thì có cái lịch thiếu đông quyền cơ. Mà liêu thì mình không có thiếu đông quyền. Có mỗi con bên tống thôi. Thôi, phệt nhau thôi các bạn. Kệ mẹ ạ. Con này bố đời rồi. Con này nó vụt đau lắm. Nó vụt gọi là cân các loại thời tiết luôn anh em hiểu không? Chim heo, chim hồng gì đấy. Nào. Ra PT về. Ok, mình sẽ lên mình vụt nhau anh em nhá. Trời ơi, vụt xương lắm anh em ạ. Sẽ đi cùng team. Né. Ôi, không có sen đánh tù lắm. Nay không có cà ve rồi, anh em nào có cà ve mình giả su nhá. Trường cái không đâu. Bắt được mục tiêu này thì vạng thôi. Đi bắt mục tiêu lẻ vụt anh em ạ. Còn nào gặp tôi tội phạm rồi thì biết mùi ngay. Hạt mạng mày. Hello mọi người nha, mưa to quá, mọi người có nghe mưa to không? Mưa to quá. Con này đi không có cà ve cũng hơi khó đánh. Hôm nay liều ép tống ghê, à tống ép liều khiếp quá. Tìm ông kia đâu nhỉ? Ở đây bắt kìa. Ok. Như cổ sen với. Cà phê hơi khó đánh. Đi ké vẫn được mà. Có mạng rồi anh em ạ. Đây là thiên đường của mình rồi. Má loạn kìa. Khó đánh thế này, không có búp bực mình vãi lìn ra. Con này vụt đau đấy nhưng mà không có búp hay khó đánh. Nay ông cầm ngang kiếm ông lại nghỉ.
cầm dao nưu ạc 10M cả. Này đi xịn thế nhỉ. Này người, người có tiền này chơi con ạc xịn thế. Đây rồi. Ê. Nào đi. Không, mình chỉ có 10 triệu mà mượn anh em. Nghèo lắm. 2K3 chính xác đây rồi. Đá nó bịt mẹ. Thấy con mẹ luôn. Mẹ vụt đau lắm không ạ. À? Vụt đau vãi cả lìn luôn. Con xe rồi. Ui giời, nó bồn làng cái chết luôn. Chọc nhẹ cái này có bạn. Lên này. Bùi mẹo một đau vãi luôn. Bạn nào cho tôi tắm nước cam à? À kìa, kìa, ở đâu đấy? Lâu lắm, đánh găng bỏng nó hơi ngu anh em ạ. Nhưng mà có cà phê vụt sướng lắm. Có on không gửi Discord. Gửi Discord cho vào bút. Mạnh lắm, mẹ nó vụt vãi lồn luôn, anh em hiểu không? Đây rồi, mẹ mày đứng lại. Xin. Vãi lâu nó vụt nè công nè. Vui đòn. Đuổi giết thằng vui đòn. Giết Thái nhanh hết. Thằng Thái đứng đây. Nó giết anh em ơi. Ủa nó mạnh lắm không ạ. Địch bạn nó phạm cho. Ôi giời ơi. Nó mạnh. Đấy. Chết. Ok ok ok. Nạp công nạp công. Sen. Ui nó vụt kinh vãi lồn công ạ. Thì là các bạn này. Thì tôi gửi Discord cho tôi gửi Discord cho ấy. Ôi nó vụt đau vãi cả đái không ạ. Sợ mà thật sự luôn ấy. Từ từ tôi lên đi cọt. Yêu cổ phản. Từ từ mẹ phải có đường vào đã. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại.
Thấy chưa? Thấy chưa? Đỉnh chưa? Đỉnh của chóp chưa? Nó dội cho thì ối giời ơi luôn. Chạy. Ui dồi ôi, mất chảm kìa. Ôi vãi lìn. Ảo thế nhỉ. Ôi vãi thật đấy. Ảo thật sự luôn. Từ tôi live, tôi bật live stream nên tôi gửi link Discord cho Hoàng Sĩ cái. Hoàng Sĩ đang cầm ngay mấy kiếm rồi. Anh em ở trung gian thì để tí nữa nhá. Anh em thông cảm tại vì bây giờ mình đang livestream không trung gian được. Đấy. Tớ gửi link đi cọt rồi Hoàng Sĩ ơi. Gửi rồi đấy. Inbox, Facebook. Bột đau lắm các bạn ạ, bột phê cực. Cảm giác mẹ nó rất là mạnh, anh em bấm giúp mình một like nhá. Mình ăn cắp chiêu vậy. Vậy nhãn đi tan cắp phát. Xin con yêu cổ vậy. Quá ghê gớm. Nổn, nó vào nó sút kìa. Sợ thực sự luôn. Đang mải đánh ngay bị đàn chứ. Nào đi. Bảo vệ vòng nhà mình. Đánh con này phải combo tay liên tục các bạn. Nó không thể làm nó chậm được, nó phải combo tay liên tục. Ôi mưa to quá anh em ạ. Lâu lắm rồi tôi không đánh phái cái bông quyền này, tôi cũng hơi ngóng ngơ. Cái bông bổng chứ, nó hơi ngóng ngơ. Má lại bị cái đấu đẩy khiếp quá. Áo tướng quân bạn ạ. Thấy yêu cổ cái ai, mẹ thấy đi qua không nhìn nói năng gì luôn, đùa đùa anh em. Ừ nó phải vậy, đi, vàng nào. Mẹ nó có yêu cổ, đây. Anh em cứ đứng cạnh ngay bây đàn này. Nào lên phát vụng luôn, mà lên phát vụt luôn. Đấy à. Cái băng bồng tầm này nó vụt cho chỉ có mà sống bằng mắt. Trời ơi. Cả vẻ xịn đấy. Đây. Một mạng này. Trời ơi các bạn thấy chưa. Đấy, nó ở cái tầm con mẹ luôn. Trời ơi, nó vụt bịt mẹ. Chạy. Ngã ngựa rồi. Chui. Đây. 1 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
phát chết luôn ạ, đen nó đỉnh vãi luôn. Các bạn ạ, rập đầu vãi luôn. Ôi ơi. Đỉnh. Đỉnh thật sự luôn. Bắt diệt được cái. Ui rồi, đỉnh không? Nào đi. Từ anh em ạ, phải nhìn tình hình đã. Ui nó vạng cho đi, vãi lìn thật sự luôn các bạn. Áo tướng quân anh em nhé, áo tướng có trâu lắm. Con này nó cộng linh hoạt, nó vạng rất là đau. Từ tôi cân đối, tôi vụt ngay bây giờ. À, vẫn dính hiệu ứng không ạ? Vẫn dính hiệu ứng không ạ? Yêu cổ em với anh ơi. Ngán loạn rồi. Chạy 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 loạn rồi. Ăn cắp chiều bắn tới kim được các bạn. Bọn kia nó có yêu cổ trên người vụt, nó không trúng đâu. Đấy cơ. Cắn cắn đam đã. Ăn cắp chiêu. Cắn cắn ăn cắp chiêu. Nào đi. Cái này cứ lựa lựa con nào mà nó đi lẻ phát gặp phát là vạng luôn. Bên cạnh nhà bị đàn này. Đây 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 đây. Con nào mà cần bọn kia nó sút sượt phát thôi là mình vạng chết luôn anh em ạ. Phải để đồng lắm này. Rồi đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn. Ui đồng lắm đồng lắm đồng lắm đồng lắm đồng lắm đồng lắm. Đây rồi, ngay bây giờ mở đường đấy rồi. Các em là của anh. Má, có mạng ngay. Các em là của anh. Ui nó vạng rồi này, ui nó vạng rồi này. Trời ơi, đi theo mày chợ nhầm bằng mắt à. Chạy hộ tao cái. Ui ôi, tí chết. Vãi. Chết rồi. Vừa vụ được 5 mạng xong. Đỉnh thật sự các bạn, vụt rất là sướng. Cảm giác mẹ. Cái này mà solo 1-1 thì tôi nghĩ được là nó quá là ghê gớm anh em ạ. Nào đi. Đánh vòng 1 đấy nha, con này đánh vòng 2 thì nó... À, hay đánh vòng 2 thì kiếm trượng kìa. Đánh vòng 2 thì nó hay đụng, nó không đụng Ngamidan. Đụng Ngamidan nó đè cũng chết mệt lắm. Rồi, sướng. Yêu cổ cái về. Nào đi. Ngã. Nó đâu rồi? Mất mẹ hình rồi. Trái nào. Đi bên trái đánh này. Chiến trường hỗn loạn này. Nó vụt cho nó con Ngamidan thì á.
Ít mẹ vẫn bị Ignam chết được à? Vãi thật sự. Vãi thật sự luôn. Tôi thấy con Yami của tôi cũng được, sao? Kệ cầu. Nào, tiếp tục anh em ơi. Ôi, cái gì đấy, cái gì đấy? Má con kia nó đá xuyên né các bạn ạ. Con kia con của bà Châu nó có yêu quyết đi, đá xuyên né luôn. Nó đá chết mình luôn kìa các bạn kìa. Vãi thật. Con này nó có yêu quyết Huệ Nhãn, nó đá xuyên né mình luôn. 7k2, 7k2. Này mình kiếm vào chưa? Nên lại các cụ ạ. Đá nó xuyên đá khiếp quá. Đây tầm Nga Mi Đàn thôi, nhiều Nga Mi Đàn lắm. Toàn Nga Mi Đàn thôi. Có xem phát mới bá được anh em ạ. Tiếp tục vụt nhá, vụt đau lắm. Con này gân cắp được cái tối kim là nhả. Mấy ông này thấy yếu cổ phan. Thấy chưa? Nó vụt cho phát nào ra hôm nay chưa? Đây, 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 đây. Chạy hộ tao cái. Đây, cho này thằng nữa này. Cho này thằng nữa. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Vụt đau lắm các bạn ạ. Ôi, đi gặp Nga Mi Đàn rồi. Ngu thế nhở. Xong mẹ rồi. Anh em bấm giúp mình một like anh em nhá. Ủa đang vụt sướng lắm. Nga Mi kiếm chết mẹ rồi. Phải đi hơi ngu. Bên này mày à, hả? Con mói nó treo kìa. Ờ kệ mói. Trời ơi, trời ơi, Nga Mi Đàn.
một vui đòn kìa. Các bạn thấy một vui đòn chưa? Con này chịu rồi, không lên nổi bạn ạ. Định vụt chết con ngai bây giờ mà đấy mà không vụt được, con ngai bây giờ nó có hiệu ứng với lại đấy. Cay quá. Ăn cắp đi, ăn cắp đi. Đi ăn cắp cái huyễn thần cái. Ổng trá tiền cắp gì. Ờ, công có yêu cổ lên người, lần nay tôi không thuê được cà ve thôi, nên thuê cà ve tôi đánh ngay. Đánh vòng 2. Đánh vòng 2. À, đánh vô cà ve chán bỏ mẹ nên. Con này mà có cà ve nha, tôi nói thật với ông nãy giờ. Úi dồi ôi. Tốt mà cà ve nãy giờ tôi bụt chết hơi nhiều người đấy. Không phải tôi không biết đánh đâu. Ngày xưa tôi đánh cánh bổng Nguyên Huy Long với Tàng Long chán đời rồi. Nó rất là mạnh. Không có cổ sư thì nghe nó khó đánh thôi. Trước nay tôi mà có cổ sư thì Zamba nghe là tôi vạng chết. Cứ tạo ra vạng một gậy một mạng luôn đấy. Thấy chưa? Nhìn nó bụt thằng Super Saiyan này. Nè, không có cổ sư khó đánh quá. Bây giờ thuê không nào chịu đi book cơ. Thuê cũng không thuê được, khó thật sự ấy. Cái ánh bổng nó trong tầm này mà nó cộng linh hoạt nó vụt đau lắm. Con này nó đi thân pháp linh hoạt, gân cốt. Đấy. Đây. Thế là hứa với các bạn thì cứ phải cầm theo thôi. Ngài mới kiếm đâu rồi, đi thôi bạn ơi. Bạn này không thuê được người búp, trên này thuê ngài mới kiếm bạn kia, bạn lại bảo bạn bận nên là thành ra không được. Thuê cổ sư thì ông kêu bán nick. Buồn. Chứ con này mà cổ sư bên người nó cứ kè bên người nó vụt cho thì không chê được các bạn ạ. Đây là trên đánh. Con này cái cổ sư cái kẻ người ta vụt. Này, mẹ mày thế nào. Vai lộn đấm kìa. Ôi nó đấm kìa. Cái bóng quyền đấy, cái bóng quyền đấy, cái bóng quyền đấy cả ông ạ. À. Sợ vậy. Đi về tới cậu. Bây giờ vụt cũng được hơn chục mạng rồi. Riêng con này một nổ thì nó chả ngán ai, nó chỉ ngán mẹ mỗi năm độc cặp lãnh năng thôi. Với cái bóng quyền. Đây cơ mà, đi đâu ấy? Đây mà. À đi. Đi tanh cổ đánh cho.
chọc vào gậy đã có mạng rồi. Nhìn cái bụt này này. Này này đang chết. Thấy chưa? Xem. Nằm kiếm chết mẹ rồi. Yêu cổ đi. Yêu cổ đi không cần phải huyễn cổ đâu. Yêu cổ là được. Mày ngã là mày xong đời với tao rồi. Thấy chưa? Chạy hộ cái. Không cần phải huyễn cổ đâu, tao này không cần phải huyễn. Yêu cổ đi. Đừng nó bắn chết bây giờ. Yêu cổ cơ mà. Yêu cổ đi. Chạy này. Yêu cổ đi. Yeah. Đập con ngay mày đàn đấy chưa? Cứ yêu cổ tanh đi, đứng phía sau thôi, không cần lên đâu Hoàng Sĩ ạ. Để tớ bụt vào đây cho. Mày chết này. Trời ơi, nhà mì đàn thấy chưa? Không thấy chưa? Tớ vạng do thì chẳng biết mùi ngay. Mê tâm. Ngắt kiểu giáo gì giờ? Ngắt mê tâm kiểu gì giờ? Ngắt mấy tâm kiểu gì giờ? Tung này à. Ôi ơi, chạm rồi. Ờ, chết mẹ rồi. Ui ôi, may quá vẫn còn sống. Hồi sinh nào. Châu. Yêu cổ phan. Mày này. Bụt phát chết luôn các bạn ạ. Bị nó mạnh vãi cả đái rồi. Có yêu cổ đi, không yêu cổ đánh kiểu gì. Chết rồi. Ui dồi ôi. Nói đam kìa. Trầu lắm anh em ạ. Chết ngay mày đàn nhá. Chết ngay mày đàn rồi. 21 mạng rồi. À sợ thế. Trời ơi, sao lại mê tâm tầm này? Trời ơi, trời ơi, tôi chết tôi rồi. Chạy, các cụ ơi, chạy các cụ ơi.
chạy 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 các cụ ơi. Chết rồi, nó giết tôi rồi. Nó giết tôi rồi, nó giết tôi rồi, nó giết tôi rồi, đá đây, ô giết đây. Kêu. Nó giết tôi rồi, nó giết tôi rồi. Cái con này nó có cái chiêu thâu long thâu thiên hóa nhật ấy, cái chiêu đấy rất là hay. Và nếu như các bạn nào biết chơi cái chiêu này ấy, thì nó sẽ rất là lợi thế khi mà giao tranh. Thực sự rất là lợi thế luôn ấy. Nào let's go nhá. À nhá. Cổ sư chết mẹ rồi. Có yêu cổ vừa nãy tôi vụt mẹ núp mười mấy mạng luôn ấy, đơn giản đâu. Đùa. Đang thu một cái điểm kìa. Đàn đấy. Cổ sư đâu? Dương cung thì sướng rồi, mai nhá. Mai cầm dương cung, mai cầm bắn chản cho xem. Cầm cái bổng nó phải kỹ năng tí. Thôi 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 đừng lên chết. Đây 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 thôi. Cái ông bảo là phải đi đuổi giết. Bổng ăn cắp chiêu liên tục. Hello Duy nhá, hello em. Đây rồi. Đây rồi. Yêu cổ phan. Đừng lên đánh này. Đâu có yêu cổ nhỉ, yêu cổ đâu nhỉ? Có thể lòng cho anh xin con yêu cổ được không? Không, mày là khác thiếu gì à? Ngủ kìa. Sau lưng có thằng thiếu trợ kìa. Chiến trường cứ từ từ mà đi các cụ ạ. Hai lìn nó ít chưa kìa. Ôi. Bổng này có ngam mình phải có cà ve cơ. Cà ve nó né được ích đa mà. Xin lỗi các bạn đi. Đừng có đùa. Nó vạ chết đấy. Đi lẻ lẻ gặp nó vạ chết đấy. Con nào đi chạm lẻ gặp nó vạ thì vỡ mồm đấy. Con này team cơ. Con này team rất là mạnh. Nhưng mà mình đi mình không đi team. Tại vì mình không có Discord không các bạn ấy. Đéo cổ sư nữa. Hôm nay mà thuê được cổ sư nhá. Giết người hơi bị sướng luôn. Có cổ sư đánh rất là sướng luôn, thật sự. Có cổ sư con này nó vụt đau hơn dương thương là gì bằng con này được. Cũng xin nhê á. Thấy chưa, một đập một mạng cái này cũng nhê gì em. Hai mạng. Đi cùng với Nga bị đàn luôn. Mạng. À, mình bị hiệu ứng nhiều, mình bị trừ hết thủ có mười mấy phần trăm nữa chả vậy. Nốt ngày bị trừ thủ mẹ còn có hai mấy phần trăm này con thấy không? Xong tôi kia nó bắn chết là vừa.
nó khó là khó chỗ đấy. Công phải vào chiến trường Nguy Long không biết, à Hợp Long biết, nó không đơn giản đâu. À, cái lượng người thế này nhưng mà để rồi tìm nhau mãi chả chịu yêu cổ thế nào cả. Yêu cổ đi. Ơ đâu, hai mình kiếm đâu rồi? Mình sẽ đã bot mẹ rồi, không phải là không có búp không ạ, đó mày không gọi đầu mà không có búp, đó quay búp trò, khó đánh. Lập công lớn, 25 mạng rồi. Đập nãy giờ được hai mấy mạng rồi. Người to thế không biết. Cái vấn đề là cứ bị hiệu ứng liên tục là thủ nó trừ hết về 20% này, hiểu không? Nó trừ hết mẹ thủ luôn. Còn không được 36 này. Thế người bước người ta làm trả được. Thấy không? Ngài mày đèn nó nhiều vãi cái đái ra luôn đấy. Ngài mày đèn nó nhiều mà mỗi lần nó cái đàn nó trừ mất mẹ 20% thủ luôn. Này còn có 16% thủ đây này. Và sao nó yếu? Lý do các bạn biết tại sao còn yếu không? Nó trừ thủ đi bình thường 36% nhá. Khi mà các bạn gặp ngài mày đèn nó trừ thủ các bạn không còn cái gì luôn. Hai sáu mạng này. Giờ gặp con nào lọt lọt toàn là xiên chết luôn. Đâu. Một thằng đá mít là năm thằng nó vào đá rồi. Chiến trường nó khắc nghiệt kinh khủng luôn. Yeah, có mạng ngay. Đó, chó rồi. Chết ơi, tự nhiên Mai Tâm đứng đéo chạy được. Trời ơi, ngáo chó rồi. Hôm nay boss ở Nhị Long Sơn anh em nhá, và Đông Bình Kinh. Đây nữa thì mình sẽ đến Nhị Long Sơn để xem. Cây vãi trưởng ra anh em ạ. Ôi trời ơi. Dương cung Mê Liêu là chuyện bình thường. Mai cầm dương cung bắn nhờ. Ok, tiếp tục chương trình đi vụt nhau tiếp. Chỉ cần lót phát vụt chết luôn.
Vậy là chúng ta đã có kết quả trên trường ngày hôm nay. Phe Tống họ được 19.861 điểm và phe Liêu chúng ta được là 17.892 điểm. Phe Tống hơn phe Liêu chúng ta là 2k điểm các bạn ạ. Hơn 2k điểm. Và chúng ta cùng đến hoạt động săn bot ngày hôm nay các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ xem bảng top trên trường ngày hôm nay nữa. Mấy bạn nhắn tin mình trung gian mà các bạn đợi mình một chút nhé. Hai bạn nhắn luôn. Và chúng ta đến với kết quả ngày hôm nay. Hôm nay mình đánh được 150 điểm ạ. Và top chiến trường ngày hôm nay, top 1 thuộc về Dương Cung Môn Nèo với 1.000 điểm. Top 2 nàng Thiếu Lâm Quyền I1 1.000 điểm. Top 3 là Thiếu Lâm Quyền Ngọc Bảo Châu 1.000 điểm. Top 4 là Thiếu Lâm Quyền Trùng Sò 1.000 điểm. Top 5 là Thiếu Lâm Quyền Tsubasa 1.000 điểm. Top 6 là Thiếu Lâm Quyền Karate. Top 7 là Dương Cung Akuchi. Top 8 là Dương Cung Poseidon. Top 9 là Thiếu Lâm Quyền Hoàng Đế. Và top 10 là Thiếu Lâm Quyền Thầy Ông Nội. Ác sự úp áo thẳng kiếm rồi. Áo thẳng kiếm rồi. Anh em bấm giúp mình một like nhá. Và bây giờ mình sẽ thoát nick ra. Và để bảo mật chúng ta thì mình xin phép mình đóng tài khoản. Đóng cửa sổ vài giây. Ok, mình sẽ thoát nick ra và bây giờ mình sẽ đến với hoạt động săn bot ở Nhị Long Sơn. Rồi anh em quay lại ngay nhá. Mưa to quá anh em ạ. Vừa nãy có mấy bạn nhắn tin nhóm mình trung gian, mình đang live stream thì anh em thông cảm, đợi tí mình check nhóm nhá. Và chúng ta cùng đến với hoạt động săn bot ngày hôm nay các bạn nhá. Và chúng ta cùng quay trở lại với Nhị Long Sơn để chúng ta cùng xem hoạt động săn bot ngày hôm nay. Mưa to quá. Không top là nhường xoái ạ. Em chả biết anh ạ, em nói thật với anh là cái vụ xoái siếc thì em không dọn lắm. Được, chúng ta cùng đến với khu vực Nhị Long Sơn nào. Vừa vào tôi đã thấy có Nga Mây Đàn tiểu lì đòn rồi. Vâng, đã có những pha sút đầu tiên đến từ lực lượng của băng bố dỉu. Có vẻ như họ đang là người đi sau hơn thì phải. Không biết được là hôm nay ai sẽ là set up bot trước ở khu vực này đây. Và chúng ta cùng đến chi tiết ngày hôm nay. Vâng, vừa vào bên trong thì đã có lực lượng của băng máu. Băng máu họ sẽ là người set up bot trước. Và chúng ta đang thấy trên màn hình thì họ đã có Dương Cung và bên trong họ đã có Nga Mây Đàn. Bot thì chưa được kéo về. Nhưng họ đã có set up từ rất sớm và họ sớm hơn cả băng bố dìu rồi. Bên ngoài thì bố dìu đang công vào ở khu vực cửa. Tôi sẽ đứng ở cửa cho anh em xem giao tranh ngày hôm nay. Sút rất đau. Bên này là Zupio. Zupio gặp Ngọc Bảo Châu. Và một pha ách đàm từ phía sau đến từ KLD. Giàn Dương Cung bên trong vẫn còn. Bên trong vẫn còn Thiếu Lâm Quyền Ai Hoàn nữa. Hôm nay băng máu họ set up từ rất sớm. Vâng, lại có ách đàm rồi. Đã có những pha lọt vào bên trong đến từ lực lượng của băng búa dỉu. Vâng, bên này vẫn là băng máu, họ vẫn đang có Nga Mây Đàn ở đây. Xoáy lì đòn. Dàn Thiếu Lâm Trượng của lực lượng băng búa dỉu họ đang công lên rất mạnh. Vâng, ích đam rất đẹp. Đó là Thiếu Lâm Trượng đến từ lực lượng của băng búa dỉu. Chúng ta đã ghi nhận những pha ích đam rất đẹp rồi. Anh em vào sau bấm giúp mình một like anh em nhá. Anh em ơi, để like giúp mình với nào. Hôm nay trung thu rồi nhưng mà trời mưa rất to. Không biết là ngày mai hoạt động trung thu cho các cháu thế nào. Băng máu họ vẫn đang giữ vững phòng tuyến của mình. Đợt này băng máu họ mạnh lên rất nhiều. Hello anh em, xin chào anh em.
Có vẻ như băng máu họ đang công xuống góc bên dưới. Có vẻ con boss đang nằm xuống dưới này rồi. Anh nằm chất luôn anh. Đúng rồi em ạ. Quá chất luôn. Có vẻ như đang có một tình huống mà không tìm thấy boss hay là gì đó. Mấy ông băng máu đang phải đi truy lùng rồi. Đang truy lùng boss anh em ạ. Có vẻ như họ hôm nay test 7 thử mà không thành à. Ấy chà 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 chà. Vâng, lịch đam rất đẹp đến từ KLD. KLD là một thiếu lâm trượng mà quá quen thuộc với lực lượng vàng búa rìu rồi. Và anh luôn luôn có những pha điểm nhấn rất tốt, luôn giúp đỡ và hỗ trợ đội mình rất tốt trong những trận giao tranh. Đập rất đau đây rồi, Lion đây rồi. Hôm nay tôi cầm cả cái ông bổng Lion. Ôi ôi, lại những pha lịch đam tuyệt vời. Vui đòn. Các bạn thấy không, quá chất lượng khi mà những pha sút vác của thiếu quyền soái. Chấn phái bắn liên tục. Anh em mỗi người ưu cho mình một like nhá. Vâng, ích đam rất đau. Hôm nay thì sẽ có con boss, hôm nay là thứ 5, chúng ta sẽ có cả boss kỳ kim nữa anh em ạ. Hôm nay sẽ có cả boss kỳ kim nữa và có vẻ như họ chuẩn bị sớm, họ ăn boss thương thần. Họ ăn thương thần xong họ mới ăn kỳ kim. Hôm nay thứ 5 mà anh em. Có vẻ như hôm nay họ chuẩn bị ăn con thương thần chứ họ không ăn con kỳ kim các bạn ạ. Có vẻ kỳ kim họ sẽ để sau. Giao tranh vẫn rất căng ở đây. Đá rất đau. Có vẻ là giao tranh đang kéo xuống khu boss rồi. Vậy là con boss nó nằm ở khu vực này. Con boss nó sẽ nằm ở góc bên dưới này. Và có vẻ như đang có dấu hiệu dẫn boss về góc setup đến từ lực lượng của băng máu. Này bằng máu họ rất đông và hung hãn. Đá rất đau các bạn ạ. Đây boss đây rồi. Vừa thấy boss đâu lại kéo bắt đầu rồi. Đây là dương cung xoáy hết nước chấm. Úi giời ơi, ông này ông test 7 ạ. Hôm nay ông test 7 này chết rồi. Hai món cộng 5. Ôi anh rồi ơi, anh dai ơi. Thế là giờ rồi, hai món cộng 5. Áo tàng kiếm kháng tất cả 12. Úi giời ơi, đẹp thế nhỉ. Quần tăng kiếm khắc tất cả 11, sát thương 45. Chúng ta cùng quay trở lại với góc setup của lực lượng băng máu nào. Có vẻ như họ vẫn đang cố gắng để bảo vệ góc này. Mặc dù là hôm nay có boss kỳ kim nhưng họ đang kéo boss được về rồi. Vậy là đã kéo được boss về đến từ lực lượng của băng máu ở khu vực này. 96%. Bi trầm cảm. Cái băng quyền đến từ lực lượng của băng búa rìu. Bao tay sư môn bá. Hai món trang bị tiên phong. Cày điểm rất là nhanh. Ở đây thì lực lượng băng máu họ cũng đang đụng chạm với lực lượng búa rìu ở khu vực này. Quần sát thương hơi cùi tí, không hề cùi đâu, 45 là ngon rồi. Bot vẫn bị kéo đi bởi cái bằng quyền của lực lượng băng búa rìu. Bot còn 5%. Vâng, ích đàm vẫn đang liên tục diễn ra ở đây. Hello mọi người.
Boss đâu rồi? Boss lại bị kéo xuống dưới rồi. Boss lại bị kéo xuống dưới rồi. Boss đang được lực lượng của băng bố gì họ kéo xuống dưới rồi. Lại được kéo lên. Lại được kéo lên rồi. Chín mươi lăm phần trăm boss đang có mặt trên màn hình. Boss đang được kéo về bởi cái băng quyền. Chín mươi lăm phần trăm. Vâng, ích đam rất đẹp đến từ thiếu lâm trượng xoáy đi đòn. Một tình huống ích đam rất hay. Xoáy đòn cũng là một thiếu lâm trượng mà có kỹ năng dày dặn rồi các bạn ạ. Ở server cũ ống là cái arc tóm tắt hai chiêu đấy. Búa dìu lại công vào rồi. Đây rồi, vui đòn đây rồi. Có vẻ như bot đang được chưa được kéo về anh em ạ. Bố gì mà họ lại chiếm được góc setup của lực lượng bằng máu rồi. Trận chiến ở khu vực Nhị Long Sơn này vẫn rất là căng. Bot lại kéo ra ngoài rồi. Hôm nay có vẻ nó hơi hỗn loạn không ạ? Nó hơi bị vòng vèo một tí. Đây là thiếu quyền chim heo, xét tử quang cộng 6 đằng giao bích, tử quang thiên ngọc sát thương và mật tịch 89% 4 phụ lục. Rất đẹp đúng không ạ? Hello mọi người. Chuẩn bị quay về khu vực để xem săn boss kỳ kim. Hôm nay sẽ có hai khu vực boss. Boss lại bị kéo ra ngoài rồi. Có vẻ như họ đã quay trở lại khu vực Tương Dương Ninh Bảo Sơn rồi. Đánh bot đây không thành công, nó bắt đầu quay về bên kia rồi. Rồi chúng ta về luôn Tương Dương Ninh Bảo Sơn nhé. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tương Dương Ninh Bảo Sơn. Đúng như tôi nói không sai, anh em quay hết trở lại đây để săn bot rồi. Số người đang có mặt ở Tương Dương Ninh Bảo Sơn rất đông. Một lượng người rất đông đang đổ về Linh Bảo Sơn. Và anh em xem bấm giúp mình một like nhá. Búa gì cũng đã có mặt ở đây rồi. Và có lẽ bây giờ mình sẽ ra bên ngoài để xem là lực lượng của băng máu và lực lượng của băng búa gì họ sẽ giao tranh như thế nào. Hôm nay sẽ có boss kỳ kim. Và không biết được là các bạn ấy sẽ bỏ đi đâu. Mình sẽ theo sau thiếu lâm quyền của lực lượng băng hội máu để xem nhá. Hello mọi người, chúc mọi người xem livestream vui vẻ. Và mọi người xem thì có thể nhấn giúp mình một like nhá. Cảm ơn các bạn. Đây rồi, đã có lực lượng của băng máu ở đây. Vậy là con boss, vậy là đã có góc setup rồi. Vậy là boss đã xuất hiện ở khu vực Tương Dương Linh Bảo Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài nào. Ra bên ngoài góc setup để xem nào. Con boss ở đây này, con boss ở khu vực này này. Boss kỳ kim đã xuất hiện ở khu vực Tương Dương Linh Bảo Sơn. Và lực lượng của băng bố gì của họ đã là người kéo boss trước rồi. Đã được boss đã được kéo về đây rồi. 99%. Đang sút nhiệt tình năm anh ạ. Hôm nay top chiến trường cơ. 99% đang được kéo về bởi lực lượng của băng búa rìu. Con kỳ kim này sẽ đem lại lợi thế rất nhiều cho lực lượng của băng búa rìu. Sẽ có một cái cửu thiên tiếp theo ra đời nếu như hôm nay họ ăn được. Băng máu thì họ chưa ăn được một cái kỳ kim nào. Và hôm nay hy vọng sẽ có một trận chiến siêu kinh điển diễn ra trong ngày hôm nay.
Tiếp tục chúng ta cùng theo dõi nhé. Ngoài trời đang mưa rất to, không biết chỗ anh em có thời tiết thế nào rồi. Bot đang được kéo về 98%. Võ đang kiếm đang đứng rất đông để đợi đam bot rồi. Có vẻ như hôm nay lực lượng của bang búa rìu họ chuẩn bị rất sớm và họ có những cái setup từ rất sớm ở đây. Họ chưa có dàn dương cung nhưng họ đã có rất nhiều ngai mây đàn ở đây rồi. Các ngai mây đàn hôm nay của họ rất đông. Đây là Uyển Nhi. Uyển Nhi đang có tăng kiếm kim ấn giảm tổn thương 15%. Ui ui, mật tịch 86, ngọc tốc 9, đỉnh vãi linh, đa sắc sức chiêu 3, áo cộng 7. Ôi giời ơi, đỉnh thật sự luôn. Tiếp tục nha. Chào bạn Bố Bin, hello anh em, chúc anh em xem livestream vui vẻ. Cổ sư trầm cảm, mật tịch 84%. Bên này là các ngà mây đàn tranh Made on the Mind của anh Tranh đang set up. Mình mặc quả quần nhìn chất lượng ấy. Ấy, cung cộng 6, tử quang xuyên dương, mới cộng xịt đồ rồi, mật tịch 78%, yêu quyết lưu tuyệt, tóe kim. Quân hàm đấu thống thôi nhưng mà bắn rất là khét. Boss đã được kéo về và đang được tiến hành đam bởi lực lượng của bang búa rìu. 92%, vâng, có lẽ đây sẽ là một lượng võ đăng kiếm rất nhanh. Và tôi xin cảnh báo do dành lượng băng máu là nếu như họ không vào nhanh thì chắc chắn họ sẽ mất con kỳ kim ngày hôm nay. Ngày hôm nay có vẻ như lực lượng của búa rìu họ đã quyết tâm rồi. Rất nhiều võ đăng kiếm đang được long lên ở khu vực này. Sẽ là một trận chiến siêu kinh điển nếu như lực lượng của băng máu họ không lên. Hơi phí, thiếu lâm trượng đang lên rồi. Ở dưới này sẽ có dương gia cung với set trang bị tăng kiếm, dương cung Zuki, mật tịch 78%, cũng 10 thành 4 phụ lục, set trang bị tăng kiếm cung tử quang. Bên này là Tún Ca, Tún Ca thì vẫn quân hàm tướng nhưng mà chưa đổi món trang bị nào, mật tịch 8 thành 4 phụ lục, 83%. Anh em vào sau bấm cho mình một like anh em nhá. Đây là Tống tướng quân đang có một cái quần tàng kiếm sát thương 48, hai món trang bị cộng 6 và cung long môn chấn, mật tịch môn phái 10 thành. Vâng, 81%, hôm nay có vẻ như lực lượng của búa rìu họ đam bot rất nhanh và nếu như lực lượng quang máu không lên nhanh thì khả năng sẽ rất là nguy hiểm. Còn kỳ kim hôm nay được lực lượng của bang búa rìu họ chăm sóc rất nhanh. Tiếp tục chúng ta cùng xem con boss ngày hôm nay anh em nhá. Vâng, vừa rồi chúng ta lại vừa có một pha ánh đàm từ phía trong. Không biết dàn võ đăng kiếm có bị sao không? Không sao các bạn ạ, 68% rồi. Vâng, có một pha ánh đàm đến từ thiếu lâm trưởng máu bay đầy trời của lực lượng băng máu. Dàn võ đăng kiếm đã mất một lượng nhỏ nhỏ rồi. 67% boss đang có mặt trên màn hình. Trận chiến vẫn đang diễn ra rất căng. Hôm nay búa rìu họ chơi thế gọi là họ sẽ chia đều lực lượng của mình ra ở khu vực Linh Bảo Sơn. Linh Bảo Sơn là một khu vực nó khá là bằng phẳng và nó không có nhiều địa hình. Nó sẽ là những cái địa hình rất là trống trải và nó sẽ rất là khó công. Xin các bạn rất là dễ công và khó thủ. Anh em vào xem bấm giúp mình một like nhá. Lúc like bên dưới anh em ơi. Đây là vũ điệu cà sa của Phạm Trọng. Trọng ơi, Loen, Trung Thu em có người yêu chưa Trọng? Em có người yêu chưa Trọng? Đây là... Boss còn 65%, võ đăng kiếm bên trong đã bị một pha ánh đam chết rất nhiều. Bên trên này lực lượng của băng máu họ đang công vào. Đã có thiếu lâm đào. Đã có năm độc. Hôm nay thì dàn phòng tuyến của lực lượng băng búa rìu ở khu vực này cũng rất là đông. Bên này là thiếu quyền thầy ông nội này. Thầy ông nội biết nên nón tăng kiếm chưa nữa. Nga mì đàn hoài niệm. Xét cộng 6. Khắc né 8%. Ê, đỉnh thế nhỉ. Khắc né gặp nông dân bảo vét vẫn bị sút chết. À xin lỗi, gặp Ngọc Bảo Châu vẫn bị sút chết.
Bên này sẽ là Thiếu Lâm Trượng siêu quậy. Trọng ơi, thế Trung Thu em có người yêu chưa? Anh hỏi thật mà, sao em về gì em phải chặn anh nhỉ? Vâng, bên trong lại để do Dương Thương rồi. Lại để lo Dương Thương một Thiếu Lâm Trượng rồi. 63% bot. Anh em bấm giúp mình mỗi người một like nhé. Tôi sẽ lên bên trên dàn Dương Cung cho anh em xem nó căng như thế nào. Theo chân của các anh em nhé. Ở đây vẫn có giao tranh liên tục này. À, ở đây thì đang có Nga Mây Đàn xoáy tiểu Mây Đòn. Hình như bên trên đang có đánh nhau rồi anh em ạ. Bên trên này sẽ là lực lượng của băng búa rìu. Uyển Nhi đang đi cùng với tiểu vũ Diavi. Vâng, bên này cái băng bổng nó vụt cũng rất là đau các bạn. Một đôi băng bổng đi với nhau. Chúng ta sẽ cùng quay về xem boss nha. Tình hình boss hơi căng rồi các bạn. Tình hình là boss hơi căng rồi. Ở đây thì liên tục đã có những pha công lên đến từ lực lượng của băng máu ở khu vực này. Tôi vừa thấy thông tin rồi. Ở đây vẫn có Nga Mây Đàn bé bò và các Dương Cơ Cùng chuột điên đã lên nón tướng quân rất đẹp trai, cùng đàm rất to và mật tịch môn phái 10 thành. Ca sĩ mới nổi á, không biết nữa anh em ạ. Anh em vào sau hộp giúp mình một like nhá. Giao tranh boss vẫn rất hăng, vừa có một pha đánh đàm nữa rồi. I won. Boss bên trong còn 51% anh em ạ. Bên trong Võ Đăng Kiếm vẫn đam rất nhanh, bên ngoài thì liên tục lực lượng của vòng máu họ công vào. Vâng, vậy là lại có chân phái và lại có anh đàm. Lại có anh đàm rồi. Nhưng bên trong Võ Đăng Kiếm vẫn còn công nhìn đang múa này. 49%, chết mất đường môn rồi. Andres phi vào. Andres đang phi vào. Rồi, đánh vỡ dàn Võ Đăng Kiếm rồi. Đã có chủ nhân ngược lại rồi. Lực lượng băng máu họ đã tiếp quản rồi. Không biết họ có tiếp quản ở đâu hay không đây. Khi mà họ đã công vào được rất nhiều. Đại biểu quốc hội cũng đã có mặt ở khu vực này. Vâng, liên tục những tình huống công vào liên tục ở khu vực boss. Bên trong này thì boss còn 48%. Đang có 100 bạn đang xem, bấm giúp mình một like nhá. Rất căng thẳng, chấn phái đang được bắn ra liên tục. Và ở đây thì lực lượng của băng máu họ cũng đang ở đây khá đông. Boss 48%. Tình huống khu vực này thì tôi đoán được là lực lượng hai bên họ còn giao tranh còn chán không ạ. Tình hình hơi căng.
Bạn thấy là giao tranh liên tục diễn ra và lực lượng bố gì của họ cũng đã quay trở lại đây rất đông để cướp lại. Boss đâu rồi? Không thấy boss đâu nữa cả. Đây rồi, tôi thấy boss đây rồi. Tôi thấy con boss đang chạy long nhong giữa đường không ạ? Lực lượng bố gì họ đánh vào liên tục khu vực phòng ngự. Chấn phái đây rồi, có chấn phái của Ngài Mị Kiếm đang phi vào. Có lẽ họ sẽ chiếm lại được khu vực này. Trên màn hình thì các bạn đang thấy là liên tục những cái pha công vào rất mạnh đến từ lực lượng của bố dìu. Vâng, chấn phái này. Ui giời ơi, đẹp chưa? Nó gọi là siêu đẹp luôn. Nhưng ông đồng hoàng đấm boss đâu rồi? Chưa thấy anh em ạ. 47%. Đang có mặt trên màn hình. Bên trong thì boss đã được kéo về bởi lực lượng của các anh em bang búa rìu. Nhưng mà tình huống bên ngoài nó rất là hỗn loạn các bạn ạ. Trận chiến diễn ra nửa tiếng đồng hồ rồi công ơi. Anh em xem bấm giúp mình một like nhá. Bên trên này cũng đang giao tranh rất căng. Bang máu đang đánh ở khu vực đường lên bên trái. Bên trong thì boss còn 46% anh em ạ. Hello anh em, đội đấm boss đâu rồi? Lên chưa? Đội đấm boss đâu? Ui giời ơi. Chấn phái đang bắn vào liên tục. Vừa rồi thì cổ sư trầm cảm. Ui rồi ôi, chấn phái không nhanh đâu các bạn. Không nhanh đâu. Liên tục những tình huống mà lực lượng của băng máu họ lại công ngược lại các bạn ạ. Trận chiến rất căng. Công chạy xem với bớ va vẩn, làm sao đây? Tình hình là hôm nay đánh nhau căng chắc lại phải 3 tiếng đồng hồ rồi boss lại bị kéo ra ngoài và còn 45%. Ây da. Ây gu. Căng nha. Hôm nay bang bố dìu có vẻ họ rất là mạnh và họ đoàn kết các bạn. Bang máu cứ vào ăn bon phát bố dìu lại đập lại. Bang máu lại đẩy ra ngoài bố dìu lại vào đập. Có vẻ như mấy ông bố dìu lại cải tổ rồi. Rồi, anh Đam rất đẹp đến từ xoáy đi đòn. Boss đang được đấm rồi, Linda đang đấm rất nhiệt tình rồi. Anh em vào xem bấm giúp mình một like nhé. Gần được 100 like rồi kìa. Úp giúp mình để mai mình đề xuất video với nhá. Đúng rồi, map này nó hơi trống. Tại vì Ninh Bảo Sơn mà. Ninh Bảo Sơn nó trống lắm. Khu vực này nó dễ công lắm, nó khó thủ. Tình hình rất là căng các bạn ạ.
Anh Vinh cho em xem con viêm võ đăng kiếm VIP Pro đi ạ. À. Được rồi, anh sẽ tìm cho em một con võ đăng kiếm VIP Pro nhá. Đây là con dương cung VIP Pro này. Ôi cộng 3, ôi giời ơi anh trai ơi. Thôi đừng làm như thế nữa. Dân chúng nó buồn lắm. Lại anh đang cái chết rồi. Ôi anh trai ơi. Người... Thiếu Lâm Trượng này, quân cộng 6 này, Trượng sát thương này, nội công này. Tình hình con boss hôm nay hơi căng này các bạn ạ. 44%, nó còn chán mới được công ạ. Băng máu đang cố gắng đẩy con boss về góc setup ở trên khu vực nhận kha. Dương cung đã vào rồi và băng bố dìu họ đi ngay từ phía sau để họ công. Đức Dubai à, anh chưa thấy. Để anh tìm nhá. Vâng, Nga Mì Đàn cũng đang cố gắng đẩy về. Xoáy đi đòn cũng đang dính hiệu ứng của Nga Mì Đàn. Cổ tách đá rất đau. Vâng, lại có ích đàn từ phía sau. Lại là máu bay đầy trời. Cái tên máu bay đầy trời thì nó quá quen thuộc với server mình rồi. Nó là một trong những cái tên nó huyền thoại ở server huyền thoại luôn anh em ạ. Ui dồi ôi, mật tịch đỉnh chưa. 85% dòng 490, 4 phụ lục. Trượng đam rất là to. Nói chung là máu bay trời cũng là một nhân tố gánh team rất tốt đến từ lực lượng của băng máu. Cái tên máu bay trời nó gắn liền với 3 server anh em ạ. Tăng Long, Uy Long, giờ đến Hợp Long thì vẫn là anh. Có một cái sự gắn kết và nói chung là một cái tên này rất là nổi tiếng nữa. Kỹ năng rất tốt. Vâng, băng máu có vẻ như họ đang cố gắng này đẩy con boss về góc setup nhận kha đến nơi rồi. Vâng, ích đàm rất đau. Lại là Thiếu Lâm Trượng siêu quậy của lực lượng băng búa dìu. Khi mà băng máu họ kéo bot thì chắc chắn họ sẽ phải đứng tập trung rất đông. Và đây sẽ là một mối, gọi là nó gọi là một mối nguy hiểm và một cơ hội cho Thiếu Lâm Trượng. Nếu như Thiếu Lâm Trượng họ biết tận dụng cơ hội. Ngoài trời thì đang mưa rất to, các bạn có thể thấy tiếng là nó đang ồn ồn trong phòng tôi. Và ông nào mà tầm này không có người yêu thì thôi rồi, như Phạm Trọng không có người yêu ở nhà chơi game nha bạn. Đừng đi chơi trung thu nữa. Over Z đến từ lực lượng của băng máu. Bao tay sư môn 3 đam rất to, sách trang bị tàng kiếm và mật tịch 84% đã có yêu quyết huyện nhãn. Ui dồi đỉnh thế. Đỉnh thật sự luôn đấy. Tiếp tục chúng ta theo dõi boss nào. Bot lại được kéo lên trên rồi, anh em xem bấm giúp mình một like nào, còn 15 like nữa là mình được 100 like, được đề xuất video ngày mai rồi, anh em úp giúp mình một like nhá. Hôm nay trung thu rồi, anh em nào mà mưa gió như hôm nay ở nhà xem mình live stream cũng được. Đấy, không nhất thiết là phải ra đường. Mưa gió này lạnh lắm. 43%. Trọng ạ, anh rất là quý em Trọng ạ. Thật sự em muốn là em ích đam chết anh này, anh rất là quý em. Và anh ghi vào sổ em ạ. À, hello bạn Tuấn Đạt. À, câu này nhiều hàm ý lắm nha. Câu này nhiều hàm ý lắm nha. À, úi giời ơi, à. Bot đã được kéo về góc setup đến từ lực lượng của băng máu rồi. Đang kéo lên trên khu vực nhận kha. Đang mưa rất to anh em ạ. Ngoài trời đang mưa rất to. Hôm nay ông nào cầu mưa chuẩn thế nhở. Còn 12 anh em like lớp giúp mình nên đề xuất ngày mai nhá. Ui dồi mưa to lắm các bạn, tôi phải đóng cửa ấy này. Ui dồi ôi, ướt mẹ phòng tôi này. Kiểu này nước sông đen kiểu gì. Bot đang được kéo về rồi. Hello anh em nhá.
Vâng, lại là một pha anh đam rất đau từ phía xa đến từ thiếu lâm trượng bằng lăng tím của lực lượng băng búa rỉu. Nguy hiểm rồi. Bên ngoài lực lượng băng máu họ vẫn còn khá đông. KRD, các thiếu lâm trượng của lực lượng băng búa rìu họ vẫn đang ở bên trong. Lại có chấn phái của Dương La Thương. Thế được chấm đang bắn toái kim ở bên trong. Hai thiếu lâm trượng đang ăn đủ đây này các ông này. Đây võ đang kiếm VIP server đây. Cũng VIP nhì thôi, không phải VIP nhất đâu. Đây là set trang bị sư môn 3, Long Môn Chấn, Tử Quang, Cờ Tiên Phong, Tử Quang Tiên Ngọc và vũ khí Long Môn Chấn. Mật tịch môn phái 10 thành 3 phụ lục 83%. Ngon chưa? Đỉnh chưa? Nó gọi là đỉnh luôn. Có ích đam đến từ Mạnh Tùng. Lại có mạng cho Mạnh Tùng rồi. Một tình huống xử lý rất tốt khi mà tận dụng được rào của Thiên La Đường Môn. Liên tục thiếu lâm trượng của lực lượng bằng búa rìu họ đi vào bên trong. Anh em ơi, bấm giúp mình một like nào anh em ơi. Búa rìu họ đang tràn lên liên tục ở khu vực bot. Bên ngoài các bạn đang thấy là giao tranh liên tục rồi. Ở đây có Iwan, Iwan được chăm sóc rất kỹ. Iwan đã lên cặp cờ con mẹ tiên phong luôn không ạ? Đỉnh thật sự. Xét kháng tất cả 10, mật tịch 88%, có yêu quyết Huệ Nhãn. Đầu tư rất lớn. Bên này sẽ là lực lượng của băng máu, họ cũng rất nhiều ngai mây đàn. Có cả Dương Gia Cung và họ bắn ở khu vực này. Liên tục những pha ách đàm để lọt thiếu lâm trượng đến từ lực lượng của băng máu. Bên trong thì bot còn 39% nữa. 40 phút đồng hồ rồi các ông à, các ông định đánh 2 tiếng nữa à? Hôm nay công định đánh 2 tiếng đồng hồ hay sao ấy các bạn ạ? Càng như dây đàn vậy. Bot. Vâng, đã có những võ đăng kiếm đam bot rồi. Quân tăng kiếm không ngon đâu em ạ. Võ đăng kiếm nó phải đi nội công nó mới đau, hoặc là đi thân pháp nó đã đánh mới nhanh. Quân tăng kiếm nó có sát thương. Kể ra mà cái quần tử quan nó có kháng tất cả ngon công nhỉ. Ketamin đây. Ketamin hai món tàng kiếm cộng 6 nón tướng quân cung long môn chấn mà tịch môn phái 96%. Địt mẹ mày đỉnh quá luôn. Luyện mật tịch cầu này luyện như nuốt mật tịch thế này thì chết rồi. Bên dưới này đang có giao tranh giữa lực lượng của băng búa rìu và băng máu. Hồ si vẫn sẽ trang bị tử quang thôi nhưng mà đá rất là đau. Đã có cả Huệ Nhãn luôn rồi, đỉnh thật sự. Anh em chưa like vào giúp mình một like nhá. Bên này là Bảo Châu. Võ đang kiếm Bùm Chiu. Cấp 82. Hôm nay bùa rìu và máu quyết định đánh nhau rất là căng rồi. Bên trong xem nào. Mình xin vào bên trong xem bot nhá. Bên trong thì bot còn... có cả thiếu... có cả cái bóng quyền nữa. Để lọt cả cái băng quyền vào trong rồi. Bên trong thì bot còn 34%. Dương Thương ngon lắm anh em, ngon cho em. Dương Thương tuyệt vời luôn ấy. Dương Thương nó là cái tầm cỡ luôn rồi em ạ. Nó không gọi là bình thường, nó là cái tầm mẽ luôn rồi em ạ. Đã có những pha sút cặp đến từ các thiếu lâm quyền. Bên trên này cũng đang giao tranh. Vô Danh Tăng xét trang bị tử quang cộng 5, cặp tiên phong rồi. Mấy ông này cày điểm đỉnh vãi lìn luôn. Thiên Ma Cầm lại là sói này đòn. Thiên Ma Cầm đang có xe trang bị cộng 5, mật tịch 86%.
Có vẻ lợi thế vẫn đang nghiêng về dành cho lực lượng của anh em băng máu. Họ vẫn đang được, họ vẫn đang giữ được boss. Có cả Yến ngáo đét ở đây, Yến ngáo đét hiện tại. Ui giời ơi, lại một pha đánh đam khá đẹp nữa. Yến ngáo đét, nón tướng quân, mật tịch môn phái 10 thành, cấp 86 quân hàm tướng quân, cung long môn chấn, cặp từ quang tiên ngọc. Đỉnh đấy, ảng này cũng ngon đấy các bạn. Ảng này đang về băng máu rồi. 32%. Bên băng máu được cái là dàn dương cung của họ. Nhiều toàn dương cung, có cả dương cung xoáy nữa. Bên bố diều thì thiếu quyền rất là ngon. Toàn thiếu quyền xịn thôi. Anh em là chưa like video bấm giúp mình một like nhá. Ngày mình cầm sư. Cầm sư có tăng kiếm kim ấn giảm thọ thương 15%. Tăng kiếm kỳ thạch sắc xuất chiều 3. Và mật tịch 86%, xét trang bị tử quang cộng 6. Đỉnh chưa? À, quần đô thống giảm thọ thương. Đi linh hoạt để lấy tỷ lệ lên tầng. Gãy phát nào lên tầng phát đấy. Quá ghê gớm. Tầm này 11 ô nó đè cho thì nó vừa trâu nó lại còn vừa hiệu ứng thế này thì khó chịu lắm các bạn ạ. Gặp tôi cũng chạy thôi. Bên này là Karate, thiếu nông quyền của Tung Hoàng. Đã có cặp tiên phong rồi, xét trang bị tàng kiếm và mật tịch 94%. Mật tịch đẹp nhất như server luôn. Đang công xuống góc phòng ngự đến từ lực lượng của băng búa rỉu. Đã có những pha sút cặp. Chúng ta cùng lên bên trên xem boss nào anh em ơi. Anh em đánh nhau bây giờ là 43 phút đồng hồ rồi. Overzet quá đỉnh luôn. Vâng, bên trong thì boss đang đam còn 25%. Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi mà boss vẫn chưa đỏ máu. Bàng búa rìu họ vẫn đang công vào liên tục góc setup đến từ lực lượng của băng máu. Okay. Đá cặp 3 luôn các bạn ạ. Nó gọi là đá cặp 3 luôn. Vừa rồi là một pha đá cặp 3 đến từ lực lượng của băng máu. Overzet, I1 và một thiếu nông quyền nữa. Họ đá cặp 3 luôn. Có những sự liên kết với nhau rồi. Có chấn phái đến từ Ngai Mi Kiếm. Và lực lượng của băng bố gì họ đang đẩy lên. Nhưng gặp phải đội ngũ thiếu nông quyền đá cặp rồi. Chấn phái từ Võ Đăng Kiếm không thành công. Một pha anh đam từ phía xa. Lại là một pha anh đam đến từ thiếu trượng rồi. Rất tuyệt vời. Băng máu hôm nay vẫn rất trâu bò. Đội Ngai Mây Đàn đang bám sân rất là kinh khủng các bạn ạ. Bên này có Bảo Châu. Bảo Châu đang được hỗ trợ chấn phái Ngai Mây Kiếm. Vâng, ích đàm liên tục. Còn bất kỳ kiếm này khá là căng. Lực lượng của băng máu họ đang chiếm cứ được rồi. Bảo Châu, ui đá rất hay. Hôm nay thấy ông nội đá, đéo phải bạn Cường tới đá đâu. Bạn nào đá, đéo phải bạn Cường. Bạn Cường vẫn chưa lên được nón tàng kiếm. Bảo Châu, lại là Bảo Châu. Lại có mạng dành cho Bảo Châu rồi. Bên này Uyển Nhi đang tanh lên để hỗ trợ cho đồng đội phía sau. Gặp cầm sư. Đích đam này. Ôi giời ơi. Đã có 5 độc của lực lượng băng máu ở đây. Và hai bên vẫn đang hỗn loạn hiệu ứng khi mà hiệu ứng quá nhiều. Ngài mày đừng, xin em đừng sầu. Xin em đừng sầu, có ngọc sẽ trang bị cộng 5 và mật tịch 84%. Đợt này thấy là cái lượng cầm tay đến từ lực lượng băng máu nó khá nhiều các bạn. Và liên tục họ có một lượng cầm tay rất lớn. Đây rồi, có vẻ như băng máu họ đang phải phòng ngự rồi. Bên trong thì boss còn 14%, boss đỏ máu rồi. Anh em nào chưa like video bấm giúp mình một like nhá. Lúc này bên dưới anh em nên giúp mình đề xuất ngày mai thôi nhá. Cảm ơn các bạn. Anh em nào bấm chấm than 75 để có sao rơi miễn phí nhá. Anh em thử check xem có không nhá. Cầm sư đã quay trở lại, hình như là có vẻ như đang có một pha công lên đến từ lực lượng của băng búa rìu rồi. Họ đang lui về khu vực bên trong để bảo vệ cho dàn đam boss.
Vâng, lại là chấn phái đến từ cái băng quyền. Anh em bấm chấm than 75 để có xem là có sao đời miễn phí không nhá, để có thể tặng lại giúp mình. Và anh em nào chưa like video thì bấm giúp mình một like nhá. Nhân kiếm hợp nhất cấp 86 quân hàm tướng mà, đây là gọi là top cấp này anh em này. Đấy là top cấp đấy. Bên trong xem nào, bên trong boss thế nào rồi. Anh em ô giúp mình 5 like đó nhá, còn 5 like đã lên được 100 like rồi. Chấm than 75 anh em ạ. Chào bạn Hoàng Bái nhá. Chào bạn Bùi Thanh Quang, chào bạn Cảnh Trương. Chào bạn Bình, hello bạn Bình. Có vẻ như là boss sắp chết rồi, nên là lực lượng của băng máu họ cũng đang tập trung để bảo vệ cho lực lượng bên trong. Đang dồn về rồi. Đang dồn về để bảo vệ cho lực lượng bên trong. Đang có những pha bảo vệ rất nghiêm ngặt các khu vực bên trái bên phải. Vâng, vừa lọt thiếu lâm trượng hay là cái băng quyền phát là bắt bài ngay. Tôi vẫn chưa xem được phần trăm boss anh em ạ, chắc phải đứng đây một lúc nó mới hồi. Chắc là phải đứng đây một lúc nó mới thấy. Chúng ta về xem phần trăm boss nhá. Đấy rồi, tôi thấy rồi, bên trong màn hình thì boss còn 6%. 6% boss đang có mặt trên màn hình. Vâng, có ích đam từ bên ngoài. 6% lực lượng của băng máu họ vẫn đang bảo vệ rất chặt chẽ khu vực đang boss bên trong. Ngà mê đàn đã đứng chặn giữa cửa. Idol siêu quậy không thành công rồi. 5% boss trên màn hình. Người cuối cùng kết thúc boss sẽ nhận được trang bị kỳ kim của thợ đèn lưu. Bên này dương cung xoáy hết được chấm cũng đang bắn rất nhiệt tình vào khu vực bên trong. Ngài mới kiếm cũng đang tăng lên kìa. Ngài mới kiếm cũng đang tăng lên kìa. 4%. Vậy là 4% boss đang được đam rồi. Sức nóng của Linh Bảo Sơn đang tăng lên rất cao. Và lực lượng của băng máu họ đang phải phòng ngự. Búa dìu đang công lên liên tục ở khu vực setup boss. Đang có chấn phái của Ngài mới kiếm. Chuẩn bị dồn đam boss nào. Vâng, đang dồn đam boss rồi. Chấn phái đang được nổ ra liên tục ở khu vực này. Rất nhiều chấn phái đang được nổ ra. Quá đẹp các bạn ạ, quá đẹp luôn. Đứng máy luôn rồi. Vâng, trên màn hình boss còn 1%. Chấn phái dương thương đang được bật lên. Và lực lượng của cả hai bên nó đang tràn vào. 0%. Có ích đam rồi. Một pha ích đam đến từ. Vâng, xin chúc mừng cho Ngài Mì Kiếm, Ngài Mì Kinh đã tiêu diệt được Thợ Diện Yêu và nhận về trang bị kỳ kim. Một quả Ngài Mì Kiếm ăn boss hơi lạ các bạn ạ. Nó cũng là hắn boss nhưng mà Ngài Mì Kiếm ăn được thì nó hơi lạ. Đây là cái đầu tiên mà tôi thấy rồi. Pha cuối vừa rồi đã có một pha ích đam rất đẹp. Nhưng mà rất tiếc là không kết thúc được boss. Người may mắn lại là Ngài Mì Kinh. Ngài Mì Kinh là lực lượng của bên băng máu rồi. Tôi nhớ không nhầm. Đó là Ngài Mì Kiếm của băng máu. Một Ngài Mì Kiếm cũng khá là VIP. Có đúng không nhỉ? Anh em băng máu nên xác nhận tôi cái nào. Anh em băng máu nên xác nhận xem phải không nào. Anh em băng máu máu nên xác nhận giúp tôi xem phải Ngài Mì Kinh là Ngài Mì Kiếm băng bạn không. Anh em băng máu nên xác nhận dùng cái nhá. Vậy là đã có chủ nhân cho con boss rồi. Không biết là bên Nhị Long Sơn thế nào nhỉ. Bên Nhị Long Sơn có căng không anh em? Sang Nhị Long Sơn hóng hớt drama tí nào. Rồi, không thì sang Nhị Long Sơn đi. Tôi nghĩ chắc là còn boss đấy. Vâng, Nhị Long Sơn vẫn còn boss các bạn ạ. Vậy là băng máu chén con boss rồi. Bên này Bảo Châu đang thảm sát đối phương. Bảo Châu tánh máu rất tốt. Nhị Long Sơn vẫn đang có giao tranh. Băng máu đã chén thành công con boss. Vâng, lại là một pha anh đàm phía sau đến từ KLD. Chưa, thương thần vẫn còn. Lực lượng của băng máu họ đang tràn lên. Và có vẻ như vừa rồi họ đã có setup ở khu vực này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với góc setup đến từ lực lượng của băng máu để xem anh em nhá.
Hình như con bot nó đang đi ở chỗ nào ấy các bạn. Trên này, trên này, trên này, bot đang ở trên này. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Cặp tiên phong sẽ trang bị cộng 5, đéo cộng đồ một tí nào luôn. Vậy là con bot đang được giữ ở bên trên góc trên này và đang được đam có 55%. Bot đã được đam một lửa rồi anh em ạ. Vừa rồi là Nga Mi King nhá bạn Tuấn Trần nhá. Nga Mi King ăn được và hình như Nga Mi King là bên lực lượng của băng máu rồi. Băng máu đã có cái kỳ kim đầu tiên cho mình rồi. 55% bot. Đang kéo bot về rồi anh em ơi, đang kéo bot về rồi. Anh em nào chưa like video bấm giúp mình một like nhá. Vâng, vừa rồi lại một pha cam của vô danh tăng. Lực lượng của băng máu họ đang kéo bot về góc setup bên trong. Khu vực này vẫn còn khá trống trải, đang có các Nga mi đàn của họ setup ở khu vực này. Chúng ta cùng vào bên trong xem nào. Bên trong thì bot còn 54%. Đã có nắm độc giữ bot rồi. Trận chiến bảo vệ khu vực setup bot bên ngoài cũng là một trận chiến rất căng. Và các bạn đang thấy bên ngoài là liên tục những pha giao tranh đến từ lực lượng cả hai bên. Các thiếu lâm quyền của lực lượng hai bên họ đã vào vị trí rồi và liên tục có những pha sút vác đến từ các thiếu lâm quyền. Ăn nick đàm liên tục đến từ các thiếu lâm trượng. Bên này xem là thầy ông nội theo chân nào. Thầy ông nội này đá vác ảo thế nhỉ. Không có nón tàng kiếm mà đá vác vẫn rất ảo. Còn mất tinh thần thì đang trong tầm kiểm soát của lực lượng băng máu anh em ạ. Bên này chúng ta có cà phê không đường. Anh cũng đã có hai món tàng kiếm cấp 85 mật tịch 91%. Uầy đỉnh thế nhở. Xét kháng tất cả 10. Bao tay sư môn bà. Cờ tiên phong công kích. Từ quang tiên ngọc sát thương. Đấy. Đỉnh đấy anh em ạ. KLD. KLD bị bắt ở khu vực cửa rồi. Bên trong thì boss đã được đam bởi lực lượng võ đăng kiếm của băng máu và đang được đam còn 53%. Chỗ này cần phải có ngay mấy kiếm hồi sinh và đường môn châm giữ boss lại, nếu không chắc chắn là sẽ mất boss. Thư sinh kỳ quái đây, set cộng 6 có vẻ đang đợi lên nón tướng rồi. Ông này ông sẽ lên nón tướng. Lên nón tướng thì võ bút nó mạnh lắm các bạn, tốc độ cao, nó ra phát nào ra hồn phát đấy luôn đấy. Hello anh em nhá, anh em vào sau bấm giúp mình một like và anh em nào chưa follow thì bấm giúp mình follow nhá. Hôm nay có rất nhiều bạn follow rồi này. Tôi đếm sơ sơ hôm nay có khoảng 15, 16 bạn bấm follow rồi này. Anh em nào chưa có link tải game thì có thể truy cập ngay vào zhaihuyenthoại.com chọn phần tải game nhá. Và anh em vào sau thì có thể ăn event để nâng cấp hoặc là có thể lên group để mua arc nhá. Đổi cờ công kích anh ạ, bắn cho sướng. Sát thương anh đủ rồi, anh đã đi toái kim ý. Con của anh đi tới kim ấy thì anh nên cờ công kích đi. Em nói thật anh đường cùng nó nên công kích nó bắn vãi đái lắm. Đi sát thương tầm này em thấy là ấy. Nó hơi ấy. Không thì nếu anh đổi, anh đủ điểm anh đổi áo thì anh đổi luôn một cặp đi. Đổi luôn cặp sát thương cũng được. Chạy cho nó nhanh. Nhiều khi bị đuổi chạy cho nó nhanh. Còn như em thì em vẫn thích cặp công kích hơn. Vâng, anh đàm rất đẹp đến từ thiếm trượng siêu quậy. Những pha ích đam tầm xa rất tốt.
Bên này vẫn là góc setup đến từ lực lượng của băng máu. Bên trong thì bot đã được đam rất nhanh rồi, 46%. Đã có võ đăng kiếm được hồi sinh rất nhanh. Ăn vô môn phái ăn không được đâu bạn ạ. Túi bot lanh lăng vô môn phái không ăn được. Túi bot bình thường thì vô môn phái còn ăn được, chứ túi bot kia thì không ăn được. Bên ngoài hôm nay có vẻ như là lực lượng của băng máu hôm nay họ khá đông. Ở dưới này đang là một cái góc phòng ngự nữa đến từ lực lượng của băng máu. Rất đông hùng hãn. Đứng đây chặn đường đối phương luôn. Có Thiếu Long Quyền, thầy ông nội Ngamidan pin. Và bên này chúng ta có cổ sư Ngamidan kiếm nữa. Có cả võ đăng bút để búp tốc ở đây nữa. Võ đăng bút set sư môn 3 cộng 5. Bút sư môn 3 và cặp từ quang tinh ngọc sát thương. Mật tích 92% mà. Ôi giời ơi, đỉnh vãi lìn không ạ? Mật tích 92% ạ. Cái này phải ép thượng. Ép thượng thanh phí quá, ép thiếu dương vào. Ép thiếu dương thất tinh. Không thì ép càn khôn thôi, ép càn khôn thất tinh cũng được. Ui giời ơi. Mấy ông nhà mình luyện mật tích đỉnh nha. Kéo kiểu gì có gì luyện được 92% ạ. 3 phụ lục nữa, cái đấy mà 4 phụ lục thì ạp đấy nó giá trị lắm anh em ạ. 38% bot đang có mặt trên màn hình. VIP thế nhở. Các idol nhà mình đợt này luyện mật tịch đỉnh thế. Hai món trang bị tàng kiếm. Để lấy phòng thủ nội công 11 đây. Trượng cộng 6, 586 đam cặp tiên phong. Nón nội công, được. Mật tịch 89% giống 279. Quá đẹp luôn. Còn 4 line anh em line lốt cho mình nào. Bên này chúng ta có Lucifer. Lucifer cũng nên được nón tướng quân. Mật tịch môn phái 9 thành. Alibaba. Đêm 3 quân hàm đấu thống cấp 8 năm. Mật tịch môn phái 9 thành. Dương thương của tôi đổi cho ông Truyện lại bán rồi. Bên này chúng ta có ngay bây giờ bé su bé bò tập đàn. Thiếu Lâm Trượng của Nguyễn Trích thì đang lên full tăng kiếm rồi. Mẹ có cả trâu bò để cưỡi luôn. Mật tích 91%. Trượng sư môn 3 đám rất là to. Này có vẻ như lực lượng của băng máu họ khá là đông. Mình vào bên trong để xem bot anh em nhé. Anh em đang đốt pháo ăn mừng ở đấy. Tạ giáp đúng rồi. Bên trong bot 21%. Và võ đăng kiếm đã đến hành đam bot rồi. Ở đây có cả võ đăng bút búp tốc cho võ đăng kiếm để đánh luôn các bạn. Đỉnh thật sự luôn. 19%. Tạ giáp vào. Có Linda đang đấm bot. Linda bị xiên chết rồi. Khiến đối phương bỏ chạy 2% mà 2% thì hơi thấp. Này là phải 4%. Mua su của admin là uy tín nhất bạn nhá. Và là các bạn mua thì bạn nên trung gian qua mình đi, mình xử lý cho nó nhanh, chứ các bạn mua không trung gian nó lừa cho các bạn đấy. Và anh em gặp tình trạng lừa đảo nào mà liên quan đến mà banking trước ý, kiểu vậy, anh em có thể nhắn tin cho mình nhé để mình xử lý nhá. Mình mới xử lý, mình ban mất 2 thanh niên rồi, lừa quá nhiều người. Người ta phản hồi mình phải xử lý thôi. Lừa cả mình luôn đấy các bạn. Máu thật đấy. Hôm nào tôi sẽ làm ký sự trích hack, ký sự bắt lừa đảo cho anh em xem. Anh em có đồng tình với ý kiến tôi không? Anh em có thích làm cái ký sự đi bắt lừa đảo không? Ký sự trích hack không? Thì tóm cổ cho. Bên trong thì bot 10% mà nó đang trong cái tình trạng là bất tử ấy. Chuẩn bị nó vã cho này. Mười phần trăm. Này có luyện sách không anh Vinh nhá? Thôi anh chả luyện, đầu này đen lắm. Đại lý có 3 đại lý Vũ Linh Nông Dân này,
Trần Đức Hải này, hay là cái gì Đức Hải, em xin lỗi anh Hải nhá, nhưng như Trần Đức Hải và đại lý nữa là đại lý của Hồng Dược. Còn đại lý Thành Vinh cũng được nha anh em nhá, đại lý Thành Vinh cũng bán nhá. Anh em nhắn lên page này là lạp đại lý Thành Vinh nhớ nhanh nhá. Chín phần trăm boss và lực lượng của băng máu họ đang là người đang boss bên trong. À, hiện tại mình có bán giày anh em nhé, anh em có thể kết bạn với Facebook cá nhân của mình để cập nhật những thông tin mà mình bán giày anh em nhé. Anh em có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình để trung gian cũng được nhá. Anh em nào cần trung gian thì liên hệ qua Facebook cá nhân Thành Vinh của mình. Và mình có bán giày anh em nhá, anh em nhớ mua giày ủng hộ mình một đôi nhá, đi trung thu cho nó vui. Mình bán giày hàng giá rẻ thôi, chỉ tầm 300-400 nghìn một đôi thôi. Vâng, vậy là đã có chủ nhân cho con boss tiếp theo ngày hôm nay, đó là lực lượng băng máu rồi. Còn bán xu bằng tiền Nhật thì liên hệ mình nhé. Hello anh Sư. Ông Sư ông chuyển tiền Nhật thành tiền Việt đấy không ạ? Nhưng mà tiền Nhật lần này có vẻ hơi bay. Tiền Nhật giờ nó xuống quá. Tiền Nhật lần này nó xuống còn có bao nhiêu, một man còn có 100 bao nhiêu ấy. Nó xuống kinh khủng luôn. 16 mấy anh Sư nhỉ, đúng không? Hôm nay em xem trên mạng là của thằng Slopdog là nó bảo là 16 mấy thôi, nó xuống yên Nhật xuống quá. Anh em bên Nhật đợt này hơi móm. Vậy là chúng ta đã có kết quả cho hoạt động săn boss rồi. Lực lượng của băng máu họ đã thành công con boss tiếp theo. Đúng rồi, hôm nay yên Nhật xuống 162. Móm luôn. Anh em đi Nhật đợt này cân nhắc nhá. Tôi boss đây này anh em, là chưa ăn thì ra đây mà ăn nhá. Vậy là lực lượng băng máu họ đã chém thành công con boss rồi. Xem Dương thương thầy ông nội đi anh à. Tiền Hàn sắp tiền Hàn sắp bằng tiền Nhật. chết giả. Đấy anh em mua thằng Hùng Dược này này, liên hệ Facebook cá nhân Hùng Dược, nhắn lên trên page để mà lấy link. Hoặc là anh em nạp xu qua đại lý Thành Vinh luôn cho nó nhanh. Lên bảo admin ơi em nạp xu đại lý Thành Vinh, có người gửi link cho luôn. Zupio 23 cm, đợt này lên non tướng đá tít lắm không ạ. Con này non tướng đá ngon lắm, nên non tướng thiếu quyền nên non tướng sớm đá ngon mà, nó đá nhanh lắm anh em ạ. Thầy ông nội đâu em? Ui trời, trên này đông lắm, anh chả nhìn thấy cơ. Trên này à, này có đế thiên. Gà chùm, gấu chùm đến gà chùm cũng có cặp tiên phong quân hàm tướng rồi. Thầy ông quyền, thầy ông nội. Còn 6 like anh em hãy lốt giúp mình nha, chúng ta ngồi đây chơi một lúc nữa xong rồi chúng ta đi chơi trung thu nhá. Hello mọi người, hello các bạn. Nay được một cái đề xuất nho nhỏ anh em ạ. Hôm nay được một cái đề xuất lúc 24 phút trước. Thôi, nói chung là có đề xuất là cũng được rồi. Bây giờ tiền hàng xuống 16 là về tìm mấy em Nan Huệ Linh ngày xưa. Tìm làm gì em? Tiền Hà nó xuống, tiền Hà nó lên nó đi tìm.
Đợt này yên nhật xuống hơi hơi ấy tí. Tiểu cát vẫn xét cộng 5 cộng 6 em ơi. Mật tịch 82%, 9 thành 4 cộng lục, 9 thành thì nó hơi yếu. Cố lên 10 thành thì mới ngon. 9 thành thì nó trừ thủ chưa ngon là 10 thành được. Anh em còn 4 là anh em này lốt giúp mình nhá. Cảm ơn anh em. Ở đây chúng ta xem ăn túi boss xong rồi à. Một lượng người rất đông. Túi boss này nó có ngọc top 9, có kinh nghiệm đấy các bạn. Các bạn ăn thì các bạn sẽ nhận được ngọc top 9 và kinh nghiệm. Nói chung là cũng ngon. Anh em có câu hỏi nào thắc mắc không? Mình ngồi mình trả lời cho nhé. Mình ngồi mình rep trả lời cho các bạn. Ở đây mình sẽ soi đồ anh em xem lại bên này chúng ta có Thiếu quyền Lavi. Lavi có quần tăng kiếm nên nón tăng kiếm nhưng mà đéo lên áo không ạ? Ảo thật sự luôn, không lên áo mà lên nón tăng kiếm. Để lên tốc. Có vẻ máu lên nón quá. Mình sẽ tiếp tục nói bên này là KFC. KFC đang đeo set búp rồi, bao tay sư môn 3 đam rất là nhỏ, mà tịch 86%. Mời anh Vinh hôm nào hướng dẫn cái user ta với làm map được anh á. User ta nhá, anh gửi, anh bảo em lên YouTube ấy, em tìm. Lên YouTube em tìm là cách cài user ta. Có ông Tranh Bệnh hướng dẫn đấy. Cái video hướng dẫn, thực ra cái user ta rất là dễ. Em chỉ cần định hình cho anh là cái phím nào em cài mật tịch là thôi. Ví dụ nha, anh ví dụ cho em hiểu nha. Đây là chúng ta có 1, 2, 3, 4 này. Em bấm số 1 này. Rồi hai này bên em để mật tịch như anh hay cài đúng không? Hai em để ở đây là một quyển tụ khí, một quyển đá vác đúng không? Thì em sẽ cài là bên này là nó sẽ có cái dòng ship cộng 1 ấy. Các bạn sẽ dùng là ship cộng 1. Đấy. Hello anh em nhá. Để xem là con ạc nào bíp bíp soi đồ anh em xem. Xem có Tranh Bách ấy, Tranh Bách hướng dẫn cài đấy. Rồi có lẽ mình xin phép mình dừng livestream đây các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Đây thêm nội đây. Thêm nội set cộng 6, cờ tiên phong và bổ qua phòng ngự, tử quang chấn quân. Mật tịch 92% ạ, cường ạ, cường luyện mật tịch như nuốt đi ấy cường ạ. Cường luyện vừa vừa thôi cường ạ. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nhé các bạn nhá. Bye bye các bạn. Và chúc anh em chơi trung thu vui vẻ nhá. Ông nào không có người yêu thì ở nhà nhá. Lấy sạc vợ đi. Trong sạc hết miệng nguồn, đang bảo giao dịch trung gian các bạn ơi, hết nguồn. Không có pin. Sạc đâu? Sạc dự phòng, sạc của vợ đâu? Sạc vợ đang sạc rồi. Cho chồng cắm đi.